sách biên khảo Thành ngữ điển tích, tác giả Diên Hương, người đọc Trân Châu. Các điển tích bắt đầu bằng chữ H. Hào ly thiên lý, sai một ly thì xa nhau ngàn dặm. Hào học cận hồ tri, học giả như hoa như đạo. Ham học gần nơi trí, học là báo quý như lúa như nếp. Hảo sự đa ma, việc tốt khó toàn. Từ xưa đến nay, việc tốt thường không toàn dụng. Ý nói trai gái vừa đôi xứng lứa, đương yêu nhau thì có sự ngăn trở. Hạo nhiên, họ mạnh, người tương dương, hay chữ hay thơ thường giúp người khốn khó, ở ẩn núi Lộc Môn. Hạt bội, những câu chuyện sau đây không ăn với ý thành ngữ điển tích cho lắm, nhưng chúng tôi cũng đưa vào đây để giúp tài liệu cho ai sau này muốn biết sơ lược về hát bội của nhà vua ta xưa kia. Vua Trần nghĩ công sáng lập lối hát bội, đặt tên là Thanh Bình. Đời Minh Mạng thì đội lính hát bội được 137 người, 50 đồng ấu và 87 lính. Còn một ông chánh quản là ông Dương Văn Chơn và một khố quản là ông Nguyễn Văn Dung. Đời Thiệu Trị 120 người, 50 đồng ấu, 70 lính hát. Chính quản lúc bấy giờ là Nguyễn Văn Dung, còn phó quản là Đoàn Lỗi. Triều Tử Đức 100 người, 50 đồng ấu, 50 lính. Chánh quản là Đoàn Lỗi, phó quản là Trần Hữu Sược. Triều Đồng Khánh thì giữ đội của vua Tử Đức để lại. Triều Thành Thái cũng một đội 100 người mà chánh quản là ông Nguyễn Văn Thạnh, còn phó quản là Lê Văn Nẫm. Triều Di Tân thì giữ nguyên đội hát của vua Thành Thái để lại. Triều Khải Định thì có 116 người, 50 đồng ấu và 66 người lính. Chánh quản là Nguyễn Văn Em, phó quản là Nguyễn Văn Hứa. Triều Bảo Đại thì giữ đội hát của vua Khải Định. Chừng vua Bảo Đại thoái vị ngày 24 tháng 8 năm 1945 thì đội hát cũng tan rã. Hiện giờ sau ngày độc lập, đội này chung đậu với nhau mà lo cúng tế thường năm chứ không được ban ân như trước. Hằng Hà Sa Số, số cát ở sông Hằng, một con sông bên xứ Ấn Độ, nhiều lắm không thể nào đếm được. Hằng Nga cũng kêu là Thường Nga. Truyện thần tiên cho Hằng Nga là vợ của Hậu Nghệ. Hậu Nghệ xin được thuốc trường sinh của bà Tây Dương Mẫu. Nàng biết chồng làm nhiều điều phản bạn, ghê gớm, ngăn cản không được, nên nàng thừa dịp ăn cắp, uống thành tiên rồi bay lên cung trăng. Chỉ mặt trăng và người đàn bà đẹp. Hằng Văn Đế, tích số 3, nhị thập tứ hiếu, con thứ ba của Du Cao Tổ nhà Tiền Hớn, ở với mẹ là bà Bạc Thái Hậu, lúc nào cũng thảo thuận. Mẹ đau ốm 3 năm thì Văn Đế nằm không an giấc, áo chẳng mở giải, bổn thân sắc nếm thuốc cho mẹ uống. Hầu Anh, nước Sở đời Xuân Thu, có con hầu đặt tên là Hầu Anh, biết đánh cờ lại đánh giỏi lắm, không một ai đánh lại. Chung Vô Diệm là vợ của Tề Tuyên Dương phải dùng kế mới thắng nó. Hậu Đình Hoa là tập thơ của Trần Hậu Chủ. Mỗi khi có yến tiệc với quý phi tân khách thì khiến văn nhân cung nữ làm thơ, sướng họa, rồi lựa bài hay, lấy làm bài hát, chép thành một tập gọi là Khúc Hậu Đình Hoa. Hậu Lê, nhà Lê ở nước ta, Lê Lợi là vua sáng nghiệp năm 1428 đến năm 1527. Nhà Hậu Lê do Thái Tổ, tơi cung hoàng, có 8 đời vua, trị vì 100 năm, từ Thái Tổ, Thánh Tôn và Hiến Tôn, thì lớn rồi mới lên làm vua, còn bao nhiêu thì còn nhỏ tuổi, vì vậy trong nước mới có biến loạn. Nhưng công đức của Thánh Tổ và Thánh Tôn cũng đủ làm cho lòng dân không quên. Thành thử, nhà Mạc cướp ngôi cũng không được lâu, mà sao Trịnh có cướp quyền cũng không dám bỏ hẳn tên Hà Lê. Hậu Lý, nhà Lý Sao, do vua Lý Công Quẩn là vua sáng nghiệp từ năm 1010 đến năm 1028. Hậu Nghệ
là chồng của Hằng Nga, người đời Hạ, xin được thuốc trường sinh của bà Tây Dương Mẫu, có tài bắn. Hậu sinh khả quý, nên sợ những người đến sau mình biết đâu lại có tài năng hơn mình. Hy sanh trâu, heo, dê, ba loại vật dùng để cúng trời đất. Hiêm Chiên là biệt hiệu của vua Huỳnh Đế xứ Trung Hoa. Xưa kia, người ta thường cho ông và Kỳ Bá là hai ông tổ nghề thuốc. Hiền Sĩ, Lỗ Tuyên Công thời Chiến Quốc giết em mà giành ngôi. Thiêm Bật là em của Tuyên Công, không dám can mà cũng không thờ phụng người anh vô đạo. Từ khước vàng bạc, tước lộc, an phận đóng dép mà đổ Nhật. Hiến Tổ Cao Hoàng Đế, niên hiệu Thiệu Trị, vua thứ ba Triều Nguyễn nước ta, từ năm 1841 đến năm 1847, tánh tình hiền lành, điều gì cũng theo triều trước. Trong lúc vua trị vì thì có giặc ở Nam, ở Chân Lạp, ở Xiêm, nhà vua phải dẹp mãi mới xong. Cũng trong lúc này Pháp sang bắn ngay Đà Nẵng, vua băng tháng 9 năm Đinh Vị trị vì 7 năm, thọ 37 tuổi. Hiệp hòa phế đế tên quý là Hồng Dật, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết ban tờ di chiếu của vua Dực Tôn, tự đem Lan Quốc Công Hồng Dật lên làm vua. Trong thời kỳ này, nhà vua phải ký tờ hòa ước ngày 23 tháng 7 năm Quý Mùi, tức năm 1883. Hiệp hòa lên ngôi chẳng bao lâu, Tường và Thuyết hay vua có lòng nghi kỵ mình, sợ để lâu sanh quả, bèn xin Từ Vũ Thái Hậu lập Dưỡng Thiện là con nuôi thứ ba của vua Dực Tông lên làm vua, lấy niên hiệu là Kiến Phước, rồi bắt vua Hiệp Hòa uống thuốc độc tự tử. Hiểu Trang, hiểu là sớm, trang là trang sức, cách trang sức của đàn bà lúc ban mai. Hiếu là con có hiếu, Chương Chư đời Đông Châu có hiếu, mẹ còn sống không có ai nuôi dưỡng, chứ ở nhà lo nuôi mẹ không chịu ra làm quan. Mẹ thấy bị bèn lén con tự tử để cho con đi lập nghiệp. Thầy Tăng Sâm cũng là con có hiếu. Hiếu Kinh là bộ sách nói những lời của Đức Khổng Tử nói với thầy Tăng Tử về hiếu đạo. Hiếu Tình, hiếu với cha mẹ, tình vợ với chồng. Hiếu Trinh, hiếu. Thảo, Trinh là ngay. Hiếu Thảo với cha mẹ, Trinh với chồng. Hiếu Tử, sự thân, con có hiếu nuôi cha mẹ. Hoa, hoa có nhiều hạng, dương giả chi hoa như hoa lan, huệ. Mẫu đơn, phú hào chi hoa như hoa hường, hoa mai, hoa cúc. Quân tử chi hoa như hoa sen. Bình dân chi hoa như hoa giãn thọ, mồng gà, nở ngài. Lại có câu lan vi vương giả chi hương, cúc đồng ẩn vật chi sĩ, mà quốc sắc thiên hương nói dấu mẫu đơn chi phú quý, băng cơ ngọc cốt mai ngọc chi thanh kỳ. Hoa hường, Âu Tây cho rằng hoa hường hơn các loại hoa khác, phương Đông thì khác, cho rằng hoa hường là liễu ngõ hoa tường, dí con gái bạc mạng như hoa hường, vì đẹp mà không thọ, sớm nở tối tàn. Giả lại đàn bà đẹp thường lòng dạ không được đẹp, hữu nhan sắc hữu ác đức, như hoa hường có gai hay đâm kẻ bồng bế nó trên tay. Bởi vậy thi sĩ phương Đông không cho hoa hường vào dạng dương giả chi hoa, có mỗi thứ hoa mà lại chỉ có tên liệt vào phú hào chi hoa mà thôi. Hoa tiết hoa, mỗi tiết hoa có mỗi thứ hoa, mà mỗi tiết là 15 ngày. Mỗi tiết chia làm 3 thời hầu, mỗi thời hầu là 5 ngày. Có trận gió riêng, mỗi trận gió ăn vào một loại hoa, như tiểu hàn 6 đến 7 tháng giêng. Nhất hầu là mai, nhị hầu là sơn trà, tam hầu là thủy tiên. Đại hàn 20 tháng giêng, nhất hầu là thủy hương, nhi hầu là lan, tam hầu là sơn vàng. Lập xuân 4 đến 5 tháng 2, nhất hầu là nghinh xuân, nhi hầu là anh đào, tam hầu là vọng xuân. Vũ thủy 20 đến 21 tháng 2,
Nhất hầu là Hoa Thái, nhị hầu là Hạnh, tam hầu là Lý, tức Mận. Kinh Trập từ 5 đến 6 tháng 3. Nhất hầu là Đào, nhị hầu là Đường Lê, tam hầu là Tường Vi, tức Hoa Hồng. Xuân Phân 23 tháng 3. Nhất hầu là Hải Đường, nhị hầu là Lê, tam hầu là Mộc Lan. Thanh Minh từ 5 đến 6 tháng 4 dương lịch. Nhất hầu là Đồng, nhị hầu là Mạch, tam hầu là Liễu. Cốc Vũ 23 tháng 4 dương lịch. Nhất hầu là Mẫu Đơn, nhị hầu là Đồ Ly, tam hầu là Luyện. Hoa Chúc là đuốc đốt trong đêm rước dâu. Hoa Đà, ông thầy giải phẫu có tiếng thời Tam Quốc, tục truyền quan công bị tên ở cánh tay, rước hoa đà để mổ lấy mũi tên ra. Hoa đàm là bông đàm, một loại cây Trung Hoa cao 4-5 thước, lá đầu chớp nhọn. Bông sắc đỏ nở về mùa hè, cả tháng chưa tàn, bên ta thì hoa đàm gọi là bông sung. Sung có hoa là đạo Phật hạnh. Hoa đàm đuốc tuệ, hoa đàm là phép Phật tốt đẹp, đuốc tuệ là phép Phật sáng suốt. Mượn hoa đàm đuốc tuệ làm duyên cung quán ngâm khúc, nghĩa rộng ra là cảnh chùa tốt đẹp. Hoa khôi là hoa đứng đầu các loại hoa khác. Theo tích xưa thì người đẹp nhất trong chốn Hồng Lâu, ngày xưa người ta gọi Đỗ Thập Nương là kỹ nữ đương thời, là hoa khôi vương tử, ngày nay dùng để chỉ một người đàn bà đẹp. Hoa khôi mổ tiếng Kiều Nhi, Kiều của Nguyễn Du. Hoa lê nở đầu mùa thu sắc trắng, dưới bóng trăng khuya nhìn xem rất đẹp. Lê hoa bạch tiết hương, nghĩa là hoa lê như tiết trắng mà thơm tho. Hoa lư là kinh đô của nhà Đinh và nhà Tuyền Lê, tỉnh Ninh Bình ngày nay. Hỏa mai, một sợi dây làm bằng chỉ, đặng đốt sẵn thắp đèn đốt thuốc. Hoa nguyệt, trai gái rủ nhau đi chơi trăng, nghĩa rộng là trai gái cùng nhau đi tình tự. Có câu người đà hoa nguyệt chi đây, theo Hoa Tiên. Hoa nhan nói mặt người con gái, nét đẹp như hoa. Hoa phong tam chúc, Dương Yêu đi tuần đến đất Hoa Phong, dâng đến chúc ba điều: nhiều của, nhiều tuổi, nhiều con. Hoa quỳ, hoa quỳ nở thường dây theo hướng mặt trời mọc. Có câu hướng nhật quỳ dương, hướng dương, nghĩa là biết tôn kính người trên, một lòng với vua, một đạo với chồng. Có câu hướng dương lòng thiếp như hoa, lòng chàng lẩn thẩn e tà bóng dương, theo Chinh Phụ Ngâm. Hoa tiên, hoa là hoa, tiên là giấy, giấy viết thư có vẻ hoa. Hoa tiên, quyển sách bằng chữ Nôm Điệu Lục Bát của Nguyễn Huy Tự, soạn vào khoảng cuối nhà Lê. Hoa tiên là một án văn nôm của nước nhà, trong có nhiều ý tứ hay: trai gái gặp gỡ, vợ chồng yêu đương, đạo cha con, nghĩa vô tuân, tình bè bạn, tình anh em. Trong thì trào chánh hình mô, ngoài thì nhân tình thế thái, mây cỏ gió trăng, mây gió cỏ cây, thâm thúy đều giải rõ ràng, mà lời lẽ thiệt là tao nhã. Có người cho rằng chuyện Thúy Kiều lấy nhiều ở Hoa Tiên mà viết ra, nói như vậy cũng là quá đáng. Ý thì một ý, mà lời lẽ sắp đặt thì có khác. Hoa Tiên, khúc đờn của Lý Huy Niên, làm nhạc về thời Đường, đặt để phổ bài Thanh Bình Điệu của Lý Bạch dâng vua Đường Minh Hoàng, trong khi vua đương xem hoa mẫu đơn ở Trầm Hương Đình. Hoa tiêu, một thứ hoa ăn nó vào thì không già. Cổ văn kỹ yếu, có tích vợ vua Lưu Trân, nước Tấn, họ Trần, đến ngày Nguyên Đán bưng mâm hoa tiêu dâng cho vua chúc rằng: hoa tiêu đẹp thai, bèn hái bèn hiến, bắt mặt vua ánh ánh, sống lâu ngàn vạn. Hoa nương là hoa mẫu đơn, vì hoa mẫu đơn đẹp hơn các loại hoa khác. Vua Minh Hoàng đời Đường dựng một cái đình
trong vườn riêng để cùng Dương Quý Phi thử qua mẫu đơn. Nghĩa rộng là người con gái đẹp. Quả hàn là lửa sông, chỗ thanh lâu. Hóa công, hóa là quá. Công là thợ, thợ tạo, tức ông trời. Quá nhi là con tạo. Hóa thân, hóa là quá. Thân là mình, làm cho tiêu quá, sắc phàm. Quả phước vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi hảo, như ảnh tùy hình. Quả phước không có cửa sẵn mà vô, duy tại mình mời, lành dữ, chừng trá cho mình như cái bóng theo cái hình vậy. Hoài diệp, hoài mộng thảo, cỏ xanh ra mộng, là ở núi trưởng quả có một loại thảo, ban ngày thì lá ẩn dưới đất, đến đêm mới ló ra, mà muốn nằm chiêm bao thấy người đã chết thì lấy một chiếc lá hoài diệp để trong mình trước khi ngủ, thì đêm sẽ nằm chiêm bao thấy người đã chết đó. Hoài thổ, quyến luyến ruộng đất nhà mình. Hoài xuân, hoài là mơ tưởng, xuân là mùa xuân, con gái gặp mùa xuân là mơ tưởng chuyện vợ chồng. Hoàng bội là ngọc của đàn bà đeo. Hoàng châu, trả châu lại. Quân tri thiếp hữu phu, tặng thiếp sông Minh Châu. Hoàng quân Minh Châu sông Lệ Thùy, hà bất tương phùng vĩ giá thì. Nghĩa là chàng biết thiếp có chồng, cho thiếp hai hộp châu. Mang châu trả lại chàng đôi dòng lễ trải, sao không gặp nhau khi chưa có chồng. Hoàng công là vua Linh Công, đời Ngũ Bá, có hai người con, Tử Cũ và Tiểu Bạch. Linh Công chết, Tiểu Bạch giành giết anh, lên làm vua, hiệu là Hoàng Công, lấy vợ của Tử Cũ là chị dâu làm vợ. Có câu, hay là học thói nước Tề, vợ người Tử Cũ, đem về Hoàng Công. Hàn doanh, hoàng là tròn, doanh là biển, khắp chung quanh mặt đất. Hoàng kiếm hồ, hồ Gươm giữa Hà Thành. Vua Lê Lợi khi mới khởi binh, lấy được một ngọn gươm thần, nhờ đó mà làm nên sự nghiệp, sao ra chơi tại hồ đó. Có con quái đón đầu thuyền, vua lấy gươm đâm, con quái há miệng nuốt mất ngọn kiếm, vua Lê Lợi suy từ đó. Hoang đàn, bãi rộng không có cây cỏ gì, nghĩa rộng là câu chuyện diễn dông không lấy gì làm chứng. Hoàng cát hay quỳnh cát, cát vàng. Bài tán của hai ông Phùng Quyền Linh và Đỗ Như Hối, làm chức tể tướng đời Đường ở gác vàng 30 năm mà lưu gió thanh ngàn thở. Hoàng Cao Khải, người Hà Tĩnh, đậu cử nhân làm quan, làm tới phước phủ chánh đại thần, triều vua Thành Thái. Thái tử, thái phó, văn minh, điện học sĩ, tước duyên mậu quận công, xung chức kinh lược Bắc Kỳ, chữ hay mà nôm cũng giỏi. Tướng công có soạn nhiều sách có giá trị về sử nước nhà, như Việt Nam Sử Yếu, Việt Nam Nhân Thần Giám, Việt Sử Kinh bằng chữ Hán rồi tự dịch ra quốc văn. Về phần văn nôm có tập Vịnh Nam Sử, tập Làm Con Phải Hiếu, tập Đàn Bà Nước Nam và hai vở tuồng Tây Nam Đắc Bằng và Tượng Kỳ Khí Xa. Hoàng Diêu Tử Ngụy, qua màu vàng của họ Diêu, qua màu tía của họ Ngụy, chỉ vườn trồng đủ thứ hoa. Hoàng Hoa Kinh Thi, tên một bài thơ của người đi thú phương xa nhớ nhà làm nên, chốn đi thú phương xa. Xót người lần lỡ đi xa, xót người nương trong hoàng hoa dẫm dài. Hoàng Hoa, hoa vàng, hoa cúc, mùa thu chỉ mùa thi cử. Hoàng hôn chiều xuống, Tống Thi nói khóc hai đôi mắt đứt cả ruột, sự hết chiều nay đã đến chiều mai. Có câu sông xa dò dỏ phương trời, nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng, kiều của Nguyễn Du. Hoàng Lương Mộng, Lưu Sanh đời Đường đi thi rớt về ghé ngang quán trọ, nằm đợi nấu cơm, ngủ quên, thấy mình lấy được vợ giàu sang đẹp đẽ, thi đậu tiến sĩ làm quan lớn, đi dẹp giặc danh tiếng lừng lẫy, về dân sớ hạch tội Lý Lâm Phủ quan tể tướng đương thời.
phải bị cách chức. Lại có con trai, con gái, gái đẹp lấy chồng phải chỗ, trai thì giỏi làm quan tột bậc. Sống tới 80 tuổi, cháu trai, cháu gái không thiếu gì, đều thông minh tốt đẹp cả. Nghe tiên khua giật mình thức dậy, thì mới hay đó chỉ là một điềm chiêm bao, mà nồi kê nhà trọ nấu hồi mình còn thức, bây giờ vẫn chưa chín. Có câu, hoàng lương chợt tỉnh hồn mai, chuyện Kiều của Nguyễn Du. Hoàng phái, một tên phái với nhà vua. Triều Nguyễn mỗi bậc đặt ra chữ riêng để phân biệt với tôn thất. Có 20 chữ, Miên, Hường, Ưng, Bủ, Dĩnh, Bảo, Quý, Định, Long, Trường, Hiền, Năng, Kham, Kế, Thuật, Thế, Thụy, Quốc, Gia, Xương. Hoàng Quang là người thừa thiên làng Thái Dương, huyện Hương Trà, hiệu Thái Châu cư sĩ, tài học cũng vào bậc danh nho đời cuối Lê. Thơ ông còn để lại bài Hoài Nam ca khúc kể nỗi cực khổ của dân chúng trong thời loạn, tỏ dấu chê bai Du Quang Trung và nhớ chú Nguyễn. Ông có dịch ra quốc văn bài Chức Cẩm Hồi Giang của Tô Huệ. Hoàng Sao, tên một tướng giặc đời Đường. Có câu, nửa vai mang cung kiếm, có trời cho, một chèo mà đi khắp non sông trên đất. Ý nói làm giặc, có câu, làm chi để tiến về sau, ngàn năm ai có khen đâu Hoàng Sào, theo Kiều của Nguyễn Du. Hoàng Sầm làm quan tới chức lễ bộ tả thị lang. Sách Tang Thương Ngẫu Lục chép, ông giỏi nghề làm ruộng tới 24 tuổi chưa đi học. Bữa đó có quan thượng thơ Nguyễn Doãn Địch về trí sĩ ở làng, quan huyện sở tại bắt phu dân ra đón rước. Ông là phu dân lẽ tất nhiên phải ra khiên kiệu. Ông thượng tư có người con gái đẹp, sầm trộm nhìn thấy nhan sắc kiều mỹ của cô phải lòng, về nhà xin mẹ đi nói cho. Mẹ khuyên mãi vẫn sầm cũng không nghe, sầm lại đi mua bồn cao, bắt mẹ phải đi dạm hỏi. Bà mẹ cực chẳng đã phải chiều theo, tới nơi đưa tin vào báo với quan thượng, chờ mãi hồi lâu mới được vào. Chừng quan thượng nghe nói, cho đòi sầm vào bàn. Con gái nhà quan không lẽ gả cho người bạch ốc, vậy anh hãy lập nên sự nghiệp rồi mới có thể cưới con ta được. Sầm lại hai lại nói, xin vâng lệnh, nhưng xin quan đừng thất tính. Chừng về, Sầm giấu mẹ đi bán một sào ruộng 30 quan tiền, ra kinh tìm danh sư mà học. Nội trong 3 năm đã giỏi thi ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang bây giờ. Đỗ đầu thì ra thi hương, đỗ giải nguyên, khoa Mậu Tuất năm 1538. Sầm 27 tuổi đỗ thám qua, liền vinh quy về rước con quan thượng thư. Hoàng Thiếu Quân, một cô gái hiền đức, nhà giàu có, kết duyên cùng Bào Tuyên nhà nghèo. Thiếu Quân qua nhà chồng, liền thay quần vải, dắt trăm cây, thờ chồng một mực, không hề khi nào dám ỷ của. Thiếu Quân nàng thật nên hay, thay quần vải đổi trăm cây theo chồng. Hoàng Tôn, tên Dương, con của Thế Tử Hiệu, được vua Dễ Tông nhường ngôi, lấy hiệu là Tân Chính Vương, đánh giặc thua tay Sơn, bị giết. Hoàng Trùng là con cào cào, bay từng đàn, tới đâu cắn lúa theo tới đó. Hoành Sơn, tên một dải đất ở giữa hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, nơi có cửa ải là Hoành Sơn Quan. Quách Khứ Bệnh, người đất Bình Dương, làm tôi của vua Hán Võ Đế, 6 lần dẹp quân Hung Nô. Quách Lê, rau quách, cỏ lê, hai thứ rau lá, người nghèo thường ăn để sống. Quách Tử Mạnh, tên chữ là Quách Quang, đời Hớn Võ Đế, làm đại thư mã, đại tướng quân, vua Võ Đế gần băng, thì ký thác con là vua Chiêu Đế cho Tử Mạnh. Chẳng bao lâu vua Chiêu Đế cũng băng nữa, không con nối dõi. Quách Quang ra đất Xương Ấp, chọn Quang Dương về tôn lên làm vua. Vua Quang Dương trị vì không vừa lòng Quách Quang, Quách Quang đuổi về dân giả mà lập vua khác.
học lễ nhân. Triệu Thôi đời Chiến Quốc thường nói với Tấn Văn Công, làm soái phải có học, biết lễ, có nhân, thông binh pháp thì dùng binh mới được. Hòa Đình sân què, Tống Văn Hữu dùng để nói với anh em hoặc con trai một nhà nho. Hòa, hòa hoàng, hoàng hoa, hoa què màu vàng, chỉ mùa thi cử. Hồ Dâm Đàm, Hồ Lãng Bạc, Hồ Trúc Bạch, Hồ Tây, Tây Hồ. Cái hồ ở gần Hà Thành, phía bắc có sông Nhĩ Hà, phía nam có sông Tô Lịch. Khi Bắc thuộc, đời Hớn gọi là Hồ Lãng Bạc, Trư Trắc đánh Mã Diện ở tại hồ này. Đời Trần gọi là Dâm Đàm, đời Lê kêu là Tây Hồ. Sau kiên tên quý của chúa Trịnh đổi tên lại là Đoái Hồ. Tục truyền, xưa là một trái núi, cô con yêu cáo trắng ở đó. Sau vua Thủy Tề đưa nước lên bắt cáo thì núi ấy hụp xuống thành đầm. Nguyễn Huy Lượng có làm bài phú đề là Tụng Tây Hồ, tụng công đức của Cảnh Thịnh triều Tây Sơn lúc ra Bắc Hà. Đóng đô ở Hà Nội làm lễ tế trời đất ở cạnh Hồ Tây. Phạm Thái tự chiêu lì năm Canh Thân mùa hạ đến chơi Trường An, nghe một ông bạn ngâm bài Tụng Tây Hồ, hỏi ra mới biết là của Lượng làm, mới trách Lượng xưa làm trôi Tiều Lê, nay ra làm quỷ lại còn Tụng Tây Hồ mà chẳng thẹn mặt. Bèn theo lối người xưa làm bài Chiến Cổ, lấy 85 dẫn của bài Tụng Tây Hồ mà làm bài Chiến Tụng Tây Hồ để bỉ tác giả. Hồ Điệp con bướm bướm, Hồ Điệp mộng, Hồ Điệp là giấc bướm. Hồ Quyền Quy tác giả chuyện Trinh Thử. Hồ Yết mọi hồ mọi yết ở về phía bắc Trung Hoa. Hồ Hán Thương con của Hồ Quý Ly thế cho cha làm vua chiếm xứ ta trong vòng 1401-1407. Hồ Quý Ly dòng dõi Chiết Giang Trung Hoa sang ngủ ở nước ta, có hai người cô lấy vua Trần Minh Tông, một người sanh ra vua Nghệ Tông, một người sinh ra vua Duệ Tông. Nghệ Tông sau này tin dùng họ Hồ, đến đời Trần Thiếu Đế Quý Ly cướp ngôi lên làm vua năm 1400. Sau Trung Hoa muốn lấy nước ta, mượn tiếng hỏi tội họ Hồ, đem quân sang bắt cha con Hồ Quý Ly rồi chiếm nước ta trong vòng 20 năm. Năm 1407, năm 1427 làm cho dân ta khổ sở hơn các thời kỳ trước. Nào là cướp sách vở, nào là bắt đàn bà con gái, nào là buộc dân phải theo thói tục Trung Hoa. Hồ Sơn là cái hồ, sơn là cái núi, một cảnh nhân tạo ở các công viên hay các biệt thự riêng.